Hậu quả từ cơn bão số 3 mà mưa lũ sau cơn bão này khiến cho hơn 31.000 con gia cầm, gia súc của huyện Nam Sách bị chết, bị cuốn trôi. Đến thời điểm này, việc khôi phục chăn nuôi đang được địa phương này triển khai khẩn trương, trong đó quan tâm bảo đảm môi trường, công tác an toàn dịch bệnh để chuẩn bị tái đàn chăn nuôi. Tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, mặc dù chính quyền địa phương đã vận động tuyên truyền người dân vận chuyển gia súc gia cầm đến nơi an toàn, nhưng do bão số 3 có những diễn biến nhanh, cường độ lớn, nên trên 2.800 con gia cầm, gia súc của địa phương này bị chết. Thời điểm này, các hộ đang khẩn trương thao rửa, phun tiêu độc khử trùng chuồng trại. Vệ sinh tiêu trùng ấy, thì những cái loại gà chết thì được sự quan tâm của Ủy ban dân huyện, rồi của xã, nhất là phòng nông nghiệp huyện thì đã ra ngoài này lập biên bản rồi ghi lại số gà chết và giúp đỡ gia đình chúng tôi chôn đúng vị trí, khử độc tiêu trùng bằng vôi, cái loại thuốc khử trùng. Và hiện nay thì cái số lượng chết nó còn lại, nó nẻ tẻ thì gia đình chúng tôi đang tự tiêu hủy và chúng tôi cũng làm đúng quy trình mà đã quy định. Còn đối với người chăn nuôi xã An Bình, huyện Nam Sách, công tác giám sát nhằm phát hiện sớm, kịp thời xử lý trường hợp gia súc, gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng đang được địa phương chú trọng tăng cường. Vệ sinh các chuồng trại và phun những cái hóa chất để những cái nơi mà có nguy cơ mà lây bệnh, vì là có những cái xác động vật chết nhiều để khỏi ảnh hưởng cho cái việc tái đàn sau này. Vận động gia đình cũng như là tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên của các đoàn thể là cùng vào cuộc để hỗ trợ với gia đình để xử lý những cái xác động vật chết để không ảnh hưởng đến cái ô nhiễm môi trường sau này. Hiện nay, huyện Nam Sách đang tập trung chỉ đạo các xã khẩn trương xử lý vệ sinh môi trường để tiêu diệt mầm bệnh, đồng thời khuyến cáo hộ nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi những cơ sở cung ứng có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định, không tái đàn khi chưa đảm bảo về môi trường và an toàn dịch bệnh.